Trần Thanh Tâm bắn tiếng Anh với Nam Vương Thái, bị soi không biết đối phương có hiểu, hiếu khách có thừa nhưng khả năng ngôn ngữ còn hạn chế. And I can now respond to you. Oh, thank you. Yeah, we make it. Thank you. Trần Thanh Tâm lại khiến dân tình liên tục có những tranh cãi xoay quanh vấn đề về trình độ tiếng Anh của cô nàng. Cụ thể, hot TikToker bị soi cách phát âm chưa chuẩn khi giao tiếp với bạn ngoại quốc. Sau một thời gian chinh chiến tại cuộc thi Miss Fabulous International 2022, Trần Thanh Tâm đã trở về Việt Nam và tiếp tục với công việc KOL. Một đoạn clip của cô nàng nhận về nhiều sự bàn luận của khán giả. Cụ thể, trong video, hot girl trứng tráng xuất hiện với vẻ ngoài khá chỉnh chu, dành tặng những món quà ý nghĩa cho Nam Vương Thái Lan Thitaphat Chithichai. Nhiều khán giả cũng dành cho cô nàng những lời khen có cánh bởi sự hiếu khách này. Tuy nhiên, điều đó chẳng thể nào giúp Trần Thanh Tâm xóa mờ khả năng bán tiếng Anh kém cỏi của mình. Dân tình còn thẳng thắn nhận xét không hiểu được ý nghĩa mà cô muốn truyền tải. Trần Thanh Tâm bị chỉ ra loạt điểm sai như chưa nhấn nhá đúng trọng tâm, phát âm sai từ, âm điệu tiếng Anh nghe như tiếng Việt và hàng loạt lỗi khác. Nhiều người còn tỏ ra lo lắng không biết Nam Vương Thái Lan có hiểu những gì cô nàng muốn truyền đạt. Tuy nhiên, chẳng thể phủ nhận sự cố gắng giao tiếp của cô nàng với bạn bè thế giới dù vốn ngôn ngữ còn yếu. Trên thực tế, đây không phải là lần đầu tiên cô nhận về lời khuyên nên trau dồi thêm ngoại ngữ. Bởi lẽ khi tham gia cuộc thi Miss Fabulous International 2022, Trần Thanh Tâm liên tục khiến công chúng tỏ ra lo lắng với khả năng phát âm lẫn vốn từ còn hạn chế. Khi bước vào cuộc thi, hot girl trứng tráng bị chê nói tiếng Anh như học thuộc lòng. Ngay cả việc cô nàng giới thiệu mình là nạn nhân của bạo lực mạng và muốn truyền sức mạnh nội tâm của mình cho các chị em khác, đa số người nghe đều thấy cách phát âm và ngữ điệu cứng nhắc của cô chỉ muốn cười xỉu. Nhận thức hạn chế về tiếng Anh, Trần Thanh Tâm chọn cách nói tiếng Việt và nhờ người phiên dịch giúp, nhưng dường như không mấy may mắn, hot TikToker vẫn bị chê nói lan man và chưa vào trọng tâm của vấn đề. Trần Thanh Tâm được biết đến là một trong những TikToker có lượt theo dõi khá khủng trên mạng xã hội. Nổi lên sau một đêm với câu thả thính ngọt liệm, cô nàng nhanh chóng trở thành một hiện tượng mạng đình đám. Tuy nhiên, gắn liền với cái tên này cũng có không ít thị phi bủa vây, hết phát ngôn gây sốc lại đến Miss Té trên sàn catwalk. Được biết Trần Thanh Tâm sinh năm 2000 và lớn lên tại thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng với hàng loạt clip TikTok dễ thương và vui nhộn. Nữ TikToker sở hữu gương mặt xinh xắn, sống mũi cao cùng thân hình cân đối đáng ngưỡng mộ. Cô nàng bất ngờ nổi lên nhờ một clip thả thính đăng tải trên TikTok với câu nói trứng rắn cần mỡ, bắp cần bơ, yêu không cần cớ, cần cậu cơ, kết hợp với giọng điệu ngọt như mí lùi và ánh mắt quyến rũ. Ngay lập tức đoạn video trên trở nên viral các mạng xã hội, mạnh mẽ đến nỗi cư dân mạng đồng loạt làm theo và tạo thành một trend đình đám. Ngay sau đó cô nàng tăng cường đăng tải clip tương tự và thu hút sự chú ý của nhiều người. Thanh Tâm từng chia sẻ rằng chị quay và chia sẻ cho vui chứ không nghĩ nó được cộng đồng mạng quan tâm đến vậy. Sau khi trở nên nổi tiếng, cô nàng tích cực tham gia nhiều hoạt động hơn, nổi bật trong đó là cuộc thi The Face Việt Nam. Tuy nhiên, cộng đồng mạng tỏ thái độ không hài lòng trước sự xuất hiện này bởi loạt ồn ào trước đó của Trần Thanh Tâm, thậm chí còn cho rằng chương trình chỉ mượn những gương mặt gây tranh cãi trên mạng xã hội để thu hút sự chú ý. Trước đó, Trần Thanh Tâm từng đóng một nhân vật phụ trong phim Trói Buộc Yêu Thương với một hình tượng hết sức mới lạ. Đáng chú ý, cô nàng đã nhanh chóng thông báo cho toàn thiên hạ biết về vai diễn của mình. Chính vì vậy, người hâm mộ vô cùng bất ngờ khi thấy cô gái trong phim không giống với những hình ảnh clip mà hot girl 2000 vẫn thường hay chia sẻ. Trước đó, Trần Thanh Tâm cho biết bản thân chưa phù hợp với cuộc thi Hoa hậu nên không tham gia nữa. Thế nhưng, hot girl 2K lại gây bất ngờ khi xuất hiện trên sàn catwalk vòng casting Fast Up 2022 và TikTok về thời trang và làm đẹp dành cho nhà sáng tạo nội dung trên TikTok và gặp những sự cố ngoài ý muốn. Thế nhưng, nếu ở một góc nhìn tích cực hơn, không thể phủ nhận cô nàng có những thay đổi được lòng khán giả. Hot girl Gia Lai trở nên trưởng thành, biết tiết chế hơn trong mỗi hành động của mình. Trần Thanh Tâm cũng hứa hẹn tiếp tục thay đổi và rèn luyện bản thân để trở thành phiên bản tốt nhất trong tương lai. Nếu các bạn là người đang rất đam mê phim ảnh và cần một nơi để cập nhật tin tức mỗi ngày thì điện ảnh.net là nơi dành cho bạn.